Xin chào quý anh chị em. Hôm nay tôi sẽ chỉ quý anh chị làm một cái video clip, một cái slideshow, một cái trailer movie bằng iPhone. iPhone thì nên sử dụng từ iPhone 5S, iPhone 6 SE, iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7S, hoặc ngay cả dùng iPad hoặc là Macintosh, miễn là của Apple là được rồi. Ok, thì bây giờ chúng ta mở cái iPhone ra. Cái iPhone này là 6 SE, tức là một cái version của 6S với lại 6. Ok, thì khi chúng ta mở cái iPhone ra đó, thì trong iPhone đó, nó có một cái default icon, một cái application nó gọi là iMovie. Ok, nếu mà bạn không thấy cái iMovie icon trong cái computer, trong cái iPhone của bạn á, thì bạn vô cái App Store, bạn đánh chữ iMovie rồi bạn download xuống, rồi bạn install vô, thì bạn có cái iMovie application icon đó, nó hiện ở trên cái iPhone của bạn. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Ready? Go. Ok, chúng ta mở iMovie ra. Thì trong này nó có Video Project Trailer. Cái project này là mình làm đủ thứ kiểu hết giờ. Mà còn cái video là làm về video, còn cái theater là làm cho hình ảnh, cho phim hết, cho phim, cho movie. Thì trong này tôi có là làm đủ thứ hết. Chẳng hạn như là video, rồi có cái trailer, rồi có cái trailer movie, rồi có video, rồi có một cái video clip về phim ảnh. Ok, thì bây giờ cái bài học hôm nay là chúng ta chỉ học một cái trailer về live show quảng cáo. Ok, so bây giờ let's go to that. Bây giờ mình học cái trailer đó ha. Up that video. Ok, so bây giờ thường thường trong này nó có những cái template, tức là những cái làm sẵn. Thì giờ mình click vô project rồi mình plus, click vô chữ plus. Ok. Thì trong này nó có hai cái, một cái movie với một cái trailer. Movie là tự bạn phải 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 design phải phải design phải phải làm cho nó phải tự nghĩ suy nghĩ ra. Còn cái trailer là cái template nó design sẵn rồi. Bạn chỉ bỏ hình ảnh vô thôi. Thì bài học thứ nhất hôm nay là học về trailer. Trailer có thể là slideshow hoặc là trong đó có thể bỏ video hoặc là hình 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 vô. Thì nó rất là dễ. Ok, giờ hết trailer. Oops, sorry. Thì trong trailer nó có rất nhiều cái template, tức là người ta làm sẵn thì romance hoặc là thì nó là Bollywood, là về tài tử Ấn Độ nha, chứ không phải tài tử gì nha, tài tử Mỹ. Ok, you know, whatever, there's a lot of them. Ok, so we pick one. Ok, let's pick the scary movie. Ok, mình sẽ introduce một cái scary movie. Thì cái trailer này nó dài 1 phút 1 giây. Ok, so bây giờ mình muốn làm một cái trailer hoặc cái slideshow về scary movie. So we have to create. Ok. So, nó có cái tên default của nó là The Spooky House of Shadyland. Ok. Thì bây giờ mình có thể đổi cái tựa. Bây giờ mình thí dụ mình nói. Ok, let's say mình đổi cái tựa. Mình đổi cái tựa nó bằng tiếng Việt đi ha. Thì muốn đổi bằng bằng tiếng Việt á, thì bấm ở dưới đây. Trên thì nó ra tiếng Việt nè. Ok, giờ đổi là căn nhà ma. Right, tại vì cái đó căn nhà ma. Căn nhà ma. Căn
thường nó hiện ra luôn thôi. Default thì mình chỉ hết cái này cho nó căng. Ma. Okay. And then we go to the next. I'm sorry. Căn nhà ma, không thấy cái tựa không, căn nhà ma không? Thì mình click vô storyboard. Thì nó có cái ai là người là đạo diễn. Thì thí dụ tên tôi là Alan Bảo thì nó đánh vô Alan Bảo Production. Rồi cái chuyện nó chuyện thật là based on the true event. Bây giờ mình viết bằng tiếng Việt cho nên phải sửa nó lại. Bằng tiếng Việt là dựa trên sự thật, right? Dựa trên chuyện thật. Dựa trên thì mình phải dùng cái mẫu bằng tiếng Việt, phải không? Dựa trên truyện có thật. Có thật. Okay, có thật. Bây giờ cái nội dung của câu chuyện nó chẳng hạn như là biết, ok. Giờ viết đại khái thôi ha. Xung quanh xung quanh căn nhà rồi mình xuống viết cái ví dụ cái nội dung kế tiếp là xung quanh căn nhà, rồi dưới đây là mình viết chẳng hạn như là có nhiều thì cái nội dung này là do mình tạo ra, phải không? Có nhiều tiếng. Tiếng kêu. Ghê. Rồi. Ok. Ở đây không, cái này là tự các bạn viết đi nha. Bởi vì tốn cái thời gian thì nó cũng hay lắm nha. Thì bây giờ cái like, cái tip là mình có thể nói là có nhiều tiếng kêu gây rợn. Làm ngắn thì vào tháng 5 2017. Ok, bữa nay là tháng 5 không? Ok, sau giờ mình nói có. Giờ cho mình go to the next line. Giờ này tiếng Anh thôi. Oh, sorry. Tiếng Anh không? Có. Sáu người
cái phần chính tả nếu mà có sai thì quý anh chị em tự sửa ha. Câu 6 người sống. Rồi xuống cái like thứ cuối cùng là mình nói 6 người sống. Có một bí mật, cái này là tự mình nghĩ cái cốt truyện đó nha. Có một bí mật. Bí mật. Khủng khiếp. Ok. Mấy cái này là hình, hình cộng vô, rồi căn nhà ba. Rồi, tới đó được rồi. Mình chỉ giới thiệu sơ, tại vì cái này là trailer mà, phải không? Mình đâu có nói hết được. Ok, đó là mình xong về phần về những cái lời, phải không? Bây giờ hình ảnh, thì cái hình thứ nhất á, mình muốn bỏ cái hình vô, thì lít kìm medium. Bây giờ mình muốn bỏ hình, phải không? Hình này là hình một người, medium, thì bây giờ mình vô chỗ on. Nên nhìn on the top, video, photo, camera done. Video là toàn là video, mà photo là toàn là photo. Camera tức là mình chụp hình luôn. Mình muốn lấy hình đó, bây giờ mình muốn vô lấy hình thôi. On. Ok. Thì bây giờ, ok. Có các căn nhà này thì mình bỏ nhau đúng không? Thì đó là cái hình của tôi. Yeah. Thì cái hình thứ hai là nó dài 0.2 second, hình landscape. Thì landscape là cái hình nằm ngang á. Bây giờ mình kiếm cái hình nằm ngang hoặc thì những cái tất cả cái hình này nó phải nằm song thẳng iPhone sẵn rồi. Ok. Để sao cho nó giống cho nó giống cái title của cái phim thì nó mới hay. Ok. Nên hình này là một group 5-6 mạng gì phải không? So, mình cứ chọn một hình cái group 5-6 mạng. Ok, thôi bây giờ lấy tạm đỡ đi ha. Kiếm hình, ok. Rồi hình này là hình cây cỏ phải không? Ok. Có nhiều tiếng kêu ghê rợn. Ok. Mình cứ bỏ thẻ hình đó. Đây là hình một cục đám nữa. Let's say yeah. This one. And then hình này là widescreen. Có 6 người sống. Thì kiếm cái hình nào mà có vẻ có nhà cửa. Hình này thì đẹp quá nhưng mà thôi cứ bỏ vô đi ha. Có một bí mật khủng khiếp. Ok. Có lại a little baby right here. A bí mật khủng khiếp. And a group. Mình chọn picture. Picture của cái cô này đi ha. Cô đẹp đẹp mà đứng đó. Rồi close up tức là hình gần á. Thì mình kiếm cái hình nào mà gần. Gần có thấy cái khuôn mặt của cổ. Ví dụ ok. See. Đây là gần là close up. Rồi action tức là cái hình nào mà nó action một chút. Ồ, thí dụ hình này đi. Chuẩn bị đi. Đi chạy ra khỏi nhà ma dí gì đó. Thì căn nhà ma này không? See? Giống căn nhà mà nó xong. Căn nhà này thì hơi không giống căn nhà ma nhưng mà thôi mình cứ làm đỡ ha. Cứ nhát vô. Ok. Ok. And then hình kế tiếp là medium.
này cô này đẹp không, sẽ nhét vô. Ok, này bây giờ thử không, bỏ vô thằng video thử coi nha. Ok, chuyển qua video, hết chưa video, and then you go on, and then we, mình thấy hết tất cả video không. Ok, bây giờ mình bỏ cái video vô. Video này dài gì, 0.9 second, như vậy cái này tới 8.6 second nữa, như vậy nó sẽ cắt khắc. Sao mình chọn phần này, còn muốn chọn phần này thì mình sẽ trở, mình phải cắt cái phần đầu này, cho nên mình click chữ add. Thì video nhảy vô đây, hay close up, thì mình go back to photo. Ok, ở đây toàn là hình của cái cô này không à. Ok, lấy cái anh này bỏ vô đi ha. À, cuối cùng là chúng ta có thể kết luận vô hình của cái căn nhà đó. Cái đó là tùy theo cái nghệ thuật của mình. Bây giờ mình review nha. Cái bộ phim là Căn Nhà Ma. Thì đó. Đúng Căn Nhà Ma không? Cool ha. Sao bây giờ xong? Xong hết trơn không? Không có lỗi không? Cho mình hít vô chữ đến. Úp. Đến. Ok. Nó hiện ra cái nguyên cái trailer movie Căn Nhà Ma đến. À, mình muốn edit thì edit. À, nhưng mà mình edit sao cũng được. Bây giờ hiện tại á. Thì bây giờ á, mình muốn cái này, cái phim này nó được mix xong, nó được làm xong á. Thì mình click vô cái mũi tên này. Rồi mình save video. Ok, thì mình sẽ chọn cái loại resolution nào. Thì thường thường phim thì phải resolution at least là high definition. Lấy loại vừa vừa thôi, đừng có lấy loại lớn quá, không thôi là nó sẽ mất nhiều memory. Thì mình chọn thường thường chọn là HD 720 pixel. Loại này cũng được nha. Ok, so, chọn tụi này. Ok, thì bây giờ cái movie nó sẽ export. Nó sẽ export cho cái phần photo folder của cái iPhone của quý anh chị em. Bây giờ trong thời gian chờ đợi á, thì nó sẽ export cho cái photo. So the movie were exported to your photo library. Okay. So bây giờ mình đóng cái này. Lúc nào mình cũng có thể quay lại chỗ này, mình edit rồi mình export, go back to photo library. Lúc nào mình cũng làm được. Bây giờ mình đóng phần này, mình vô cái phần photo library. Oops, sorry. Okay, photo, bây giờ kiếm photo này không? Cái phim này hồi nãy mình mới làm không, 1.2 thì nằm ở đây. Ok. So mình xong cái trailer movie đó rồi. Thì chúng ta có thể upload lên YouTube hoặc là upload lên Facebook. Nếu mà bạn có
có cái icon Facebook lên đó thì mình có thể upload trên Facebook, hoặc là mình connect to computer, mình lấy cái phim đó mình bỏ vô computer, mình sửa, rồi mình có thể thêm cái giọng vô để cho nó hay hơn thay vì toàn là tiếng. Thì cái đó là cái cách nhanh nhất mà bạn làm bất cứ cái slideshow, movie trailer, video clip mà nó không khác gì Hollywood. Nó chỉ cần một cái thời gian ngắn là bạn càng khéo tay, mà không có cần phải phải ngồi xuống computer làm cho nó khổ công khổ cực. Thì đó là cái phần đầu tiên mà tôi sẽ chỉ các bạn, các anh chị làm một cái trailer về slideshow, về movie, hoặc là về một cái hình video clip nào mình đi mà mình chụp thấy đẹp á, thì mình có thể ngồi đó mình làm, đứng đó hoặc là ngồi trên xe mình làm ngay lập tức. Thì cái đó là một cái rất là thuận lợi. Ok. Rồi và bài học tới thì chúng ta sẽ học về làm một cái project, về thí dụ như project thì nó longer hơn nha. Nó không có default, cho nên mình phải tự suy nghĩ mình làm ra. Và sau khi mình làm ra, mình có thể chuyển qua PC, computer, mình dùng một cái software để mình edit, mình sửa cho nó đẹp hơn. Và mình lồng tiếng vô. Thì bài học hôm nay đến đây là hết. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã theo dõi cái video này. Và nếu có câu hỏi gì á, thì click vô cái link below nằm ở dưới cái description box này, thì có email của tôi, hoặc là có bạn có thể email, hoặc là bạn có thể comment ở dưới. So mà để có nhiều bài học mới và về kỹ thuật hiện đại hơn, thì bạn nên subscribe cái video này, để khi mà tôi làm bất cứ video nào á, chỉ cho về kỹ thuật cho quý anh chị em á, thì lúc nào thì nó sẽ tự báo cho quý anh chị em biết. Xin chân thành cảm ơn và chúc các chị em, quý anh chị một ngày thật là tốt đẹp.